có cái gì. À, tập trung học hành cái này để đây đừng có ai sờ vào nhá. Được chưa? Anh ngồi để ý cái này cho em nhé, không xoay động vào nhé. Sao mà làm gì đấy? Không được đâu, của thầy đừng động vào. Cho anh xin hớp. Không. Hết em cho. Hết đã. Để em uống hết em cho. Cho anh miếng. Tí nữa cho anh. Tí nữa. Anh cứ từ từ. Ngon đấy, cho anh hớp nào. Ừ. Nước hồng sâm Hàn Quốc à? Thơm thế. Không biết cái này mua ở đâu nhỉ? Đấy chị. Hả? Anh làm gì đấy? Hả? Anh xem thôi. Sao lại anh bóc gói rồi à? Không, anh chỉ xem thôi. Ô, cái này em vừa mới mua về em chưa kịp uống xong. Ô, anh được hớp nào đâu? Biết đây là cái gì không? Đây là nước sâm, uống vào để tăng cường thể lực, hiểu không? Để dành cho người yếu sinh lý, anh biết không? Em mới mua được một hộp về em chưa kịp bóc ra mà anh đã uống thì em thào. Thế cái này mua ở đâu ấy? Mua. Đấy nhá, nếu mà anh muốn mua đấy thì anh lấy điện thoại anh chỉ đặt tên đây này. Anh nhìn kia tao lên phát này, nó hiện lên này. Mở một trạm. Đấy, nó sẽ cho anh cái địa chỉ đường link sâm nước sâm này nhá. Đấy, thế thôi. Cái gì đâu? Ok. Đấy. Đấy. Cái này là cái gì hay đấy? Cái một trạm này nó có nghĩa là anh sẽ đưa tất cả các thông tin của anh vào một cái này. Anh chỉ cần đặt điện thoại lên. Thế rồi. Đấy, anh chỉ cần đặt điện thoại như này. Đấy. Đấy, thì nó sẽ hiện lên này. Đấy, nó sẽ hiện lên trong cái này, nó sẽ có tất cả địa chỉ thông tin của anh. Đấy, cái một trạm này nó rẻ đèo thôi mà. Hay gì? Đấy, ok nhá. Cái này mua đâu? Mua thì liên hệ với em. Ok. Cái này hay thật đấy. Hay cái gì? Em mua về em chưa kịp uống. Anh đứng dậy. Anh ra bán hàng cho em. Phạt cái tội em chưa kịp uống. Anh đã uống rồi này.